Chào mọi người, hôm nay mình hướng dẫn mọi người cài đặt IDE The Code React.js. Thì IDE thì nó có nhiều cái, ví dụ như WebTom, hoặc là Visual Studio Code, hoặc là Sublime Text, WebTom, WebStorm nè, hoặc là Visual Studio Code nè, hoặc là Sublime Test nè. Thì nó có nhiều cái, nhưng mà đây mình hướng dẫn mình dùng Visual Studio Code. Thì đầu tiên các bạn tải Visual Studio Code nè. Đây, download Visual Studio Code nè. Thì cái đây nó có bản cho Windows nè, cho Linux nè, cho Mac nè. Mình đang dùng MacBook nên mình sẽ tải cho MacBook. Đây, tải gì nè. Rồi sau khi cài tải về thì các bạn tiến hành cài đặt, click đúp vô được cài đặt. Đây các bạn kéo vào application, rồi xong vô này các bạn, hoặc là các bạn comment space Visual Studio Code này đã, bạn mở lên open rồi mở lên. Ví dụ ở đây mình có sẵn một cái project là React.js nè, mình kéo vô nè. Đó. Thì đầu tiên các bạn đi đến setting nè, extension nè. Các bạn cài đặt cái thư viện ES by React. Đây. Đó. Thì các bạn cài đặt cái này thì nó hỗ trợ cho JavaScript nè. JavaScript React nè, TypeScript nè. Thì mình cài đặt cái này để nó nhằm mục đích là để nó hỗ trợ nhắc code cho mình, nhắc code trong quá trình code. Rồi, install nè. Rồi. Tiếp theo đó là các bạn cài cái npm nè. Đây, npm nè. 3.3.0. Thì các bạn cài cái này nhằm mục đích là khi mình viết, nó hỗ trợ mình viết terminal ở trong này á, từ khi mình viết npm thì nó hiểu. Đây install này. Rồi xong, cái thứ ba là mình sẽ cài đặt một cái key theo lý nè. Mình có quen với IntelliJ nên mình sẽ chọn IntelliJ key binding nè. Thì cái này nó nhằm mục đích là để mình format code, hoặc là mình code quen ở trên cái IntelliJ thì mình chuyển những phím tắt nó qua cái Visual Studio Code. Nếu các bạn nào mà không quen thì có thể sử dụng ví dụ webtom. À, webtom nó không giống rồi. Nếu các bạn nào sử dụng không quen với IntelliJ thì có sử dụng Atom nè, đó. Atom Keymap thì nó sẽ chuyển cái những phím tắt của cái thằng Atom qua cái Visual Studio Code này. Thì mình code quen với Atom thì mình sẽ sử dụng cái IntelliJ Keymap này. Đấy, install. Rồi
Rồi cái thứ hai nữa là cái thứ ba nữa là khi mà các bạn nhìn vô này thấy cái giao diện nó hơi bị xấu. Giao diện nó hơi bị xấu thì mình có thể thêm cái beautiful UI cho nó đẹp. Đây. Beautiful UI. UI đây. Đây, beautiful UI này. Đây, trong này nó có nhiều cái đêm cho mình chọn nè. Đó. Tiến hành cài đặt. Rồi, đây, ví dụ mình chọn một cái thêm nè. Đó, thấy nhìn nó khá đẹp hơn. Đẹp hơn nhiều. Đó, đẹp hơn nhiều. Đây, các bạn thay cái đêm ngày nay tension color đêm này đây đây đó đó thay đổi đêm này đây yellow này đó. One đáp này đó rồi tiếp theo là các bạn cài thêm một cái thư viện là Visual Code Icon để nhằm mục đích là nó sau những icon bên này để nhìn thấy cho nó đẹp nè hoặc bạn có thể view những cái icon mà mình thêm vào project đây mình tới attention nè thêm cái Visual Code nè Visual Code Icon nè đây Visual Code Icon này đã intone nó này rồi xong rồi đây các bạn đi tới này nó có những cái icon này dù tay quyên này có hình tay quyên này box config này GitHub này JS này rồi cái thứ hai nữa là các bạn bấm trên này hoặc trên này cũng được reference này setting này cái thứ hai nữa là các bạn chỉnh cái mục icon intone đây nãy mình bấm nhầm cái nó sẽ Visual Studio Code mặc định này mình sử dụng cái Visual Code Icon này đó đó họ trở về như cũ rồi rồi thì ở đây mình thấy cái phông chữ nó nhỏ quá thì mình sẽ tiếp tục đi tới cái mục setting này đó phông nè phông chữ này phông chữ 12 nè mình tìm size 15 đi à, tại phông chữ bự hơn à, có một cái nữa là cái view terminal đây view terminal mình thấy cái phông chữ nó nhỏ quá thì mình cũng chỉnh lại cái phông chữ cho nó à, mình cũng đi tới setting này à, phông chữ terminal này đây terminal này phông size này thì mình chỉnh nó tới 15 luôn đi đó nó bự hơn 8 rồi cho bự đó 18 rồi thì nãy mình có thêm một cái phục cái IntelliJ key key keyboard key binding ấy. Thì ví dụ giờ mình thêm cái này nó code này nó lộn xạo xíu này thì bên IntelliJ là format code bên máy Mac là command option L thì mình format lại nè đó đó nó thẳng lại hết đó nó sử dụng phím tắt của thằng IntelliJ WebTom rồi rồi thì hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người cài đặt cái IDE
và một số thư viện cần thiết được có React.js. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo.